chào cô chú anh chị. Hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị cái lô này là mai chiếu thị kim giòn, là lá nó nhỏ nha cô chú anh chị. Kim giòn này, lá nhỏ này nó có hai dòng á, một dòng cái da của nó là bóng, còn cái dòng này là cái da của nó già, là nó sẽ xù cái lớp da ra vậy nè anh chị. Đó, cây nào cũng xù lên vậy ha, tại da của nó lớp da đen. Cô chú anh chị nào đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho cô chú anh chị. Cây nó vậy ha, chứ không phải nó bị mục nha anh chị. Cô chú anh chị nào mà đặt hàng á thì mình xem kỹ cái da giùm em ha. Rồi mấy cái chòi này nè là em ốp giấy nha, tại cây phôi á, anh chị về mình tỉa lại cho nó đâm chồi lá mới rồi cho nó mau ra hoa ha. Cái chòi này sao bị dập gãy á, chứ nó không còn tươi xanh vậy nha anh chị. Mà loại này thì nó dễ sống lắm. Rồi mã số này là mã số E1 nè. Em đo sát cái này là 33, chiều cao là 51, đường kính bầu là 32. Cái đầu cắt cũ thì hay có một mụn, mấy cái đầu cắt cũ nha anh chị, hay bị mẻ mẻ đó. Rồi mã số E1 1.200.000, em bao ship toàn quốc. Mã số E2 nè anh chị coi nè, nó toàn cái này, nó da của nó vậy nè, ở trong có lớp màu xanh nè. Cái này thì mấy con kiến nó có bò ở đây nè. Chị nhìn rửa lại nha, mấy cái nhánh này nè anh chị, đó, mấy nhánh cũ không có tha keo là nó hay bị mụn. Mấy cái cũ là trên cái đầu nha. Hoành 33, chiều cao 26, cây này cái bầu thì 27, về mình cua đất cho mình trồng. E2 800.000, em bao ship. E3, cái đầu là hay bị mụn mụn cái đầu. Hoành nó 28,5, cao này 20, hơn ngang tay em. Đường kính bầu cái này 25. Mấy chòi này em ốp giấy vô gì có thể bị dập gãy nha anh chị. Và mã số E3 800.000, em bao ship. E4, cái này dán cao nha. Chị coi nè, cái lúc cái lớp da của nó màu đen vậy nè, đó, như nào nó già xuống là nó bong ra vậy. Hoành nó 31, cao là 66, đường kính bầu là 28. E4, cây này E4 là 800.000, bao ship toàn quốc nha anh chị. 800.000 bao ship nha anh chị. Này mai chiếu thị lá nhỏ nha anh chị, lá cái nhỏ là hoa cũng rất là sai hoa, màu trắng bình thường mình ha, hoa nó thơm lắm. Anh chị coi nè, quay gần cái lớp da này nè, đó nè anh chị, da nó vậy ha anh chị, xù lên vậy đó. Không, cái lớp da nó lên nè, cái đầu cắt cũ nó hay có mẻ mấy đầu nè. Hoành đây là 29, chiều cao là 45, cây này đường kính bầu là 27. Rồi mã số này là mã số E5, 950, em bao ship. 950 nha anh chị, bao ship luôn. E6 nha anh chị, này cái đầu cắt cũ thôi. Mấy trời lâu này em ốp giấy thôi, đi dập gãy nha anh chị. Chị mua thì chị thông cảm giùm em ha, tại vận chuyển xa, cái phôi nên em chị đóng hàng, ốp giấy thôi. Hoành đang 29, chiều cao là 41, cái này đường kính bầu là 30. E6 này 700.000, em bao ship. Mã số E7 này mai chiếu thị kim giòn lá nhỏ. E7 nha anh chị, chốt đúng mã cho em ha. Nè cái nè, có một cái đầu nè, nó mẻ lên tới đây nè, xử lý lại nha anh chị. Hoành 26, chiều cao 41, đường kính bầu 26. Rồi lớp da nó xù ra nè. Rồi cây này E7 700.000, em bao ship. Dòng này là sai hoa dữ lắm nha anh chị, giòn lá nhỏ là sai hoa lâu lớn nha. Mã số E8, dòng cắt cũ nè, dòng cắt cũ là nó hay có mụn đầu á. Em đo sáng cái mặt bầu này là 31 cho anh chị, là đi chính điện cái này vậy nè. Rồi một cái nhánh bên này là 21, chiều cao là 42, đường kính bầu là 27. E8 900.000, em bao ship.
bố luôn. Cây này bệ bự lắm. Cái bệ luôn. Hoành 42. Chiều cao là 60. Đường kính bầu 32. Cái da của nó sụn vậy không ảnh hưởng cây nha anh chị. Tại cái đó là loại vậy ha. Cái đầu cắt cũ nè. Rồi E10 này 950 em bao ship rất là đẹp luôn. Em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị cái lô này là Linh Sam siêu bông. Mấy cây này đó ủ đâm chồi sống khỏe luôn rồi nha cô chú anh chị. Chú anh chị nào đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em nha chú anh chị. C7 hoành sát dưới này là 15,5, chiều cao 21. C7 250 em bao ship nha anh chị. C9 quá trời ủng tùm. Ủng tùm luôn. Hoành nó 13 nè anh chị. Những cái thằng rất là đẹp luôn nha anh chị. Chiều cao nó là 18, hoa nó màu tím nha anh chị. C9 250 em bao ship. C11 hoành nó 14, chiều cao 13 này, cao không tới gan tay nha anh chị, này nó hơi lùn ha. Lùn lực. Rồi C11 250 em bao ship. C12 nghe kỹ mã số giùm em ha, chốt đúng mã em gửi đúng cây nha anh chị. Hoành nó 13, chiều cao là 22. Rồi C12 250. Nhớ lên lá rồi mình vô dây đẹp lắm nha anh chị. C14 hoành 13, chiều cao 21. C14 cây này 250 em bao ship. C15 nó giống như cái bình hồ lô dưới luôn vậy. Dưới đây nó dính đây luôn nè anh chị. Em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em Zalo với cô chú anh chị cái lô này là hồng ngọc mai nha cô chú anh chị. Hồng ngọc mai này nó đang ra hoa, cô chú anh chị rất là đẹp luôn ha. Nè. Bút ha. Thì nó ấy là đậu trái luôn á cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. Cặp số 2. Chị chốt đúng mã em gọi đúng cây ha. Đến mã số lên cây hết rồi. Bỏ đây lên thôi. Rồi mã số 2. 350 em bao ship. Mã số 6 nha anh chị. Hoa quá nhường ha. Này chỗ hoa quanh năm luôn nha anh chị. Rồi mã số 6. Nó cỡ hả anh chị. Mã số 7. Chị để tuần nó thay chậu ha. Rồi mã số 7. 350. Bông hết rồi anh chị. Mã số 10. Nè anh chị thôi nè. Ví dụ như về nó tàn cái đợt này thì nữa nó sẽ ra cái đợt khác thôi à. Ra bông quanh năm luôn ha. Quanh năm luôn nha anh chị. Mã số 10. Rồi cặp này là mã số 11. Cặp 11 nha anh chị. Này chiều cao gì nè ha, dạng mini thôi ha. Rồi cặp 11 350. Cặp 13. Này dạng chị lỡ nó có mấy cái nhánh gì nè. Chị thông cảm ha. Cặp 13 350 ha. Mã số 14 này là cộng đế nó đẹp. Còn ngọc mai rất là dễ sống nha anh chị. Quá trời búp bông. Mã số 14 cây này hình